Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái bài tiếp theo, đó là bài phương trình lượng giác thường gặp. Và một trong những cái phương trình lượng giác thường gặp đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Thì có thể nói rằng là các cái phương trình chúng ta đang nghiên cứu đó là bốn phương trình cơ bản ấy. Thì cái phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác nó sẽ gần gũi với bốn loại phương trình như vậy. Thì ở đây các bạn lưu ý rằng là cái phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác ấy, thì nó có dạng phương trình này có dạng AT cộng với B bằng 0. Trong đó thì A là cái hằng số và khác 0. Đương nhiên AB ở đây là hằng số và A phải khác 0. Và T thì là một trong các cái hàm số lượng giác các bạn đã học. T là một trong các hàm số lượng giác. Đó chính là các cái hàm, ví dụ như là hàm sin này, hàm cos, hàm tan hoặc là hàm cotan, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn có thể cụ thể hơn là chúng ta sẽ có được các cái phương trình kiểu dạng như thế này. Chúng ta có là a sin x đấy, cộng với b này bằng 0 này. Đấy. Thì cái t ở đây chính là sin x, hoặc là phương trình là a cos x cộng với b bằng 0, đúng không ạ? 1 này, 2 này, 3 này. Phương trình a tan x cộng b bằng 0, hoặc phương trình thứ tư thì là a cotan x cộng với b bằng 0. Đấy, thì các bạn nhìn vào đây thì thấy rằng là cái cách giải nó khá là đơn giản thôi, đúng không ạ? Cách giải của cái loại phương trình này, cách giải đó là chúng ta cố gắng để đưa các cái phương trình này về dạng phương trình cơ bản. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ biến đổi cái phương trình AT cộng với B ấy, đúng không? Chúng ta biến đổi trực tiếp, không cần thông qua cái bước đặt ẩn phụ. Chúng ta sẽ biến luôn là thành T bằng trừ B trên A. Và khi đó nó sẽ trở thành cái phương trình lượng giác cơ bản. Đây sẽ là phương trình lượng giác cơ bản mà các bạn đã học ở trong cái phần trước. Đấy, và chúng ta sẽ áp dụng cách giải đó cho cái phương trình này. Thế là xong. Thì ở đây các bạn thấy rằng là bốn cái loại phương trình này thì đương nhiên các bạn cứ giải lần lượt cả bốn thôi. Chỉ lưu ý các bạn một chút là ở đây khi mà tôi viết ở đây là a sin x hoặc là cos x hoặc là tan x thì các bạn phải hiểu rằng là có những cái phương trình nó sẽ không phải là chỉ có x không như thế này mà có thể là một cái biểu thức của x, ví dụ như thế này. Ví dụ phương trình là 2 lần sin 3x cộng với lại pi trên 3 chẳng hạn bằng cộng với 1/2 cộng với 1/2 cộng với 1, xin lỗi, bằng 0. Đấy. Đây là một cái trong cái số các phương trình như vậy. Thì ở đây nó không phải là x mà nó là một cái biểu thức của x. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái phần này như thế nào? Ở đây thì nó cũng không khó khăn gì. Cái cách giải như vừa rồi tôi nói, cái này sẽ vai trò là t này, đúng không ạ? Khi đó chúng ta sẽ có được là sin của 3x cộng với lại pi trên 3. Đấy. Thì sẽ bằng trừ 1/2. Chuyển vế, đổi dấu và chia cả hai vế cho 2. Đến đây thì chúng ta thấy rằng là nó chính là phương trình cơ bản đối với sin, đúng không ạ? Phương trình sin cơ bản này. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức nghiệm với cái chú ý rằng là cái trừ 1/2 này, sin của 3x cộng với pi trên 3 thì nó chính là sin của trừ pi trên 6. Trừ pi trên 6. Đấy, thì ở đây thì cái cách mà tìm ra cái này thì tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ rằng là sin của pi trên 6 thì là 1/2 và dấu trừ có thể đưa về bên trong. Đối với sin thì chúng ta có thể viết như vậy. Và đến đây thì chúng ta có được cái công thức nghiệm cho cái phương trình này. 3x cộng với lại pi trên 3 bằng trừ pi trên 6 cộng với lại k2pi. Hoặc
cái công thức nghiệm thứ hai là 3x cộng pi trên 3 bằng pi trừ pi trên 6, tức là trừ đi trừ thì thành cộng đúng không ạ? Cộng với lại pi trên 6 cộng với lại k2 pi với k thuộc z. Và đơn giản là đến đây chúng ta đưa ra công thức nghiệm cho phương trình này thôi. Đấy. Chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu này đúng không? Các bạn chuyển vế đổi dấu thì đó các bạn sẽ được là 3x chuyển pi sang trên 3 sang thì nó là trừ pi trên 3 và quy đồng lên thì các bạn thấy rằng là nó chính là âm pi trên 2 đúng không ạ? Nó là âm pi trên 2 cộng với lại k2 pi. Còn cái bên dưới này là chúng ta có được là 3x sẽ bằng chúng ta có 7 pi trên 6 mà trừ đi 2 pi trên 6 đúng không ạ? Vậy như vậy là còn 5 pi trên 6. Các bạn tính lại cẩn thận giúp tôi nhé. Cộng k2 pi. Quy đồng nên là 7 pi trên 6 này và trừ đi pi trên 3, pi trên 3 là trừ 2 pi trên 6 đúng không? Rồi, đến đây thì chúng ta đưa ra cái công thức nghiệm cuối cùng và kết luận là có cái này là trừ pi trên 6 cộng với lại k2 pi trên 3. Cái này thì chính là x bằng 5 pi chia cho 18 cộng với lại k2 pi trên 3. Đấy. Thì công việc của mình khá là đơn giản thôi. Đến đây. Thì rõ ràng các bạn thấy là thực chất cái phương trình này nó cũng gần với phương rất rất là gần với phương trình cơ bản của mình. Bốn cái phương trình nữa là cơ bản. Chúng ta vận dụng bốn cái phương trình đó thì chúng ta sẽ giải quyết được cái phần này một cách dễ dàng thôi. Vấn đề là ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu các cái phương trình mà chúng ta phải, tức là chúng ta không không có được ngay lập tức đâu, không phải khi nào người ta cũng cho một cái phương trình lượng giác thường gặp như thế này đúng không ạ? Người ta cho một cái phương trình lượng giác mà các bạn phải biến đổi về phương trình lượng giác thường gặp, tức là cái phương trình đưa về cái phương trình dạng bậc nhất đối với một hàm số lượng giác này. Bây giờ các bạn cùng nghiên cứu một số cái ví dụ. Một số cái ví dụ tôi đưa ra ở đây để các bạn hình dung ra cái cách giải các cái loại phương trình mà đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Chúng ta cùng nghiên cứu ví dụ thứ nhất. Dụ đầu tiên. Chúng ta có bốn cái phương trình, các bạn quan sát đây. Thế thì ở đây các bạn có thể quan sát thấy rằng là trong tất cả các cái phương trình này thì nó không phải là phương trình lượng giác thường gặp, nó chính là cái phương trình đưa về bậc nhất, đối với một hàm số lượng giác. Như vậy chúng ta không thể áp dụng trực tiếp ngay được mà chúng ta sẽ phải dùng các cái công thức để chúng ta biến đổi về. Thì ở đây cái công thức mà chúng ta vận dụng chính là các cái công thức quen thuộc mà chúng ta đã học ở lớp 10 đúng không? Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ phải vận dụng các cái công thức đó để biến đổi các cái hàm lượng giác. Thế thì đối với cái phần đầu tiên, cái phần A thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Sin của 2x trừ đi 2 lần cos 2x thì nó có x bằng 0. Đối với phương trình phần A này thì các bạn có thể nhận thấy ngay rằng là thứ nhất là cái biến đúng không? Một thằng là x, một thằng 2x. Thì thường thường cái công việc của người ta ấy, bao giờ cũng cố gắng là biến đổi về một cái dạng biến thôi. Ví dụ như là cùng biến đổi về 2x hoặc là cùng biến đổi về x. Thế thì với cái tư duy như vậy, thì chúng ta biết ngay rằng chúng ta sẽ phải sử dụng công thức nhân đôi ở đây. Thế thì một lần nữa tôi nhắc lại với các bạn là công thức nhân đôi của mình. Công thức nhân đôi nó chính là công thức sin 2x thì nó bằng 2 lần sin x nhân với cos x. Đúng không ạ? Và khi đó thì chúng ta sẽ xử lý được cái bài tập này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức. Chúng ta biến đổi. Cái này là bằng 2 lần sin x nhân với lại cos x trừ đi 2 lần cos x bằng 0. Đến đây thì các bạn có thể nhóm cái 2 cos x làm thừa số chung. Và các bạn sẽ được là sin x trừ đi 1 bằng 0. Và cái này chính là cái phương trình tích đúng không?
Các bạn biết rằng là tích của các cái biểu thức này bằng 0 thì hoặc là cos x bằng 0 đúng không? Ở đây thì các bạn nhớ là cái số 2 thì khác không rồi, các bạn biết là 2 cos x bằng 0 thì cũng được. Nhưng mà rồi lát nữa chúng ta cũng 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 biến đổi được thành là cos x bằng 0 mà thôi. Nó bỏ cái 2 đi cũng được. Đấy, cos x bằng 0 hoặc là sin x trừ 1 bằng 0. Đấy. Đến đây thì rõ ràng nó là các cái phương trình cơ bản rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Cos x bằng 0 thì chúng ta nhớ được cái công thức nghiệm của cái thằng này, đó chính là x ở đây bằng hai cái giá trị đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là hai cái điểm trên đường tròn lặn giác y trên 2 cộng với đại ca y. Còn cái thằng thứ hai thì các bạn biết rằng là cái này tương đương với lại sin x bằng 1. Đúng không? Sin x bằng 1 thì là bằng x ở đây sẽ bằng pi trên 2 cộng với lại k2 pi. Còn trên này thì là x sẽ bằng pi trên 2 cộng với k pi. Với k ở đây thuộc z. Thực tế là các bạn để nguyên một cái giá trị k cũng được. Còn nếu cẩn thận thì là viết tách riêng cái ra, cái này thành thành là k hoặc cái thành này thành y hoặc l gì đó tùy. Đấy. Thế thì ở đây các bạn phải lưu ý một điều rằng là mặc dù cái này là hai công thức nhưng thực chất là cái điểm này nó bị trùng với một điểm của cái thằng này. Đấy. Thế tại sao như vậy? Chúng ta nhớ lại cái đường tròn lượng giác một chút này. Đấy. Tôi sẽ vẽ lại cái đường tròn lượng giác một chút để các bạn nhanh để các bạn hình dung. Pi trên 2 cộng với k pi thì biểu diễn cho hai điểm trên đường tròn lượng giác, đó là hai điểm này. Đấy. Còn pi trên 2 cộng với k2 pi thì nó là điểm này. Như vậy là bị trùng ở đây một điểm. Như vậy ở đây thì thực chất chúng ta chỉ cần biết một công thức thôi, đó là x bằng pi trên 2 cộng với k pi thôi, nó đã bao hàm cả hai rồi. K thuộc z. Đấy thì là một trong những cái vấn đề về biểu diễn mà các bạn cần phải nhớ. Và cái điều này tôi đã nhắc trong cái bài trước rồi đúng không? Khi chúng ta biểu diễn cái công thức nghiệm trên đường tròn lượng giác thì chúng ta sẽ gộp được nghiệm này, đúng không? Chúng ta loại được nghiệm đối với phương trình tan. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với cái phương trình thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục với phương trình lượng giác cơ bản thứ hai. Phần B. Chúng ta có là 8 cos 2x nhân với lại sin 2x nhân với lại cos 4x bằng căn 2. Rõ ràng là khi mà nhìn vào phương trình này các bạn sẽ nhận thấy một vấn đề, đó là gì? Chúng ta có cùng 2x và cùng 4x và lại có sin 2x nhân với cos 2x. Như vậy thì chúng ta lại áp dụng công thức nhân đôi thôi. Và các bạn để ý rằng là cái này khi chúng ta áp dụng công thức nhân đôi tức là gì? Nếu bạn nào chưa rõ thì biến đổi là 4 tách thành là 4 à 8 tách thành 4 nhân 2. Như vậy tôi có là 2 cos 2x nhân với lại sin 2x. Cos 4x giữ nguyên căn 2. Để tôi biến đổi chậm để cho các bạn nhìn thấy. Vậy thì cái này nó sẽ là 4 2 lần sin 2x cos 2x thì nó sẽ là sin của 4x. 2 lần 2x là 4x nhân với lại cos của 4x. Đấy, nếu bạn biến đổi nhanh thì các bạn có thể biến đổi luôn từ bước thứ nhất này sang bước thứ ba luôn. Cái dòng thứ nhất sang dòng thứ ba luôn. Bằng căn 2. Đến đây thì chúng ta lại một lần nữa thấy được cái công thức nhân đôi một lần nữa đúng không? Vậy thì cái này nó sẽ thành 2 lần sin của 8x bằng căn 2. Đấy, vậy thì đến đây nó đã trở thành cái phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác rồi đúng không? Chúng ta biến đổi một chút nữa. Cái này nó sẽ thành là sin của 8x bằng căn 2 trên 2. Đấy, căn 2 trên 2 là một trong các cái giá trị đặc biệt. Giá trị đặc biệt. Nó chính là sin của pi trên 4. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ biến đổi nó thành là sin 8x bằng sin pi trên 4. Đúng không? Đến đây thì dùng công thức nghiệm thôi. Chúng ta có là 8x bằng pi trên 4 cộng k 2 pi
và 8x bằng pi trừ pi trên 4 cộng với k 2 pi với k thuộc z. Đến đây thì đương nhiên rồi, bạn sẽ hoàn thành được bài toán này. X sẽ bằng pi trên 32 cộng với lại k pi trên 32 cộng với lại k pi trên 4, đúng không ạ? Rút gọn đi. Và cái dưới này là x bằng 3 pi trên 4 là 3 pi trên 32 cộng với lại k pi trên 4. Thì ở đây chúng ta thử xem là nó có cái nghiệm nào khi biểu diễn nó bị trùng không. Cái này các bạn phải để ý một chút là cái cách biểu diễn nó hơi bị phức tạp một chút. Chúng ta sẽ có ở đây mỗi cái công thức này là dành cho 8 điểm. Nếu chúng ta để nguyên thì cũng được, nhưng mà mỗi cái công thức này dành cho 8 điểm mà tự chung lại thì nó là khoảng 16 điểm, đúng không? 16 điểm cho cả hai công thức này. Nhưng mà thử xem là có bị trùng không. Thì ở đây các bạn nhớ rằng là chúng ta cứ chia đôi này. Cái này là pi trên 4 này. Cái này thế là pi trên 8 này, đúng không? Pi trên 16 và pi trên 32 ở đây. Đấy, pi trên 32 nó là cái điểm xa tít tắp này. Đấy. Sau đó cứ cộng với pi trên 4. Cộng pi trên 4 thì được cái giá trị. Và các bạn có thể biểu diễn các cái giá trị này như vậy thì trong trường hợp này nó sẽ không bị trùng. Không bị trùng thì chúng ta sẽ không không phải loại bớt, chúng ta cũng sẽ không gộp được hai cái này. Đấy. Không gộp được với nhau. Có những thứ mà chúng ta gộp được, có những thứ không gộp được thì thôi, chúng ta sẽ để nguyên như vậy. Để nguyên công thức nghiệm như vậy. Rồi, đấy là cái phương trình thứ hai mà tôi giới thiệu với các bạn. Cái cách giải thứ hai. Như vậy là đa phần là chúng ta sẽ dựa vào cái công thức lượng giác mà chúng ta đã học ở dưới lớp 10. Ở phần C, chúng ta có tan 2x trừ đi 2 tan x bằng 0. Đối phương trình này rõ ràng là các bạn phải làm cái công việc đầu tiên, đó chính là đặt điều kiện xác định cho cái phương trình này. Điều kiện xác định ở đây thì chúng ta có cốt x khác 0 và cốt 2x khác 0, đúng không? Thực chất là nó là bao gồm có hai cái như thế này. Tôi viết một chút để các bạn nhìn. Một thằng là x khác pi trên 2 cộng với k pi, còn một thằng là x khác pi trên 4 cộng với lại k pi trên 2. Để đôi đi. Vậy thì bây giờ hai cái thằng này có thể gộp được không? Thì các bạn lại vẽ cái đường tròn lượng giác ra để chúng ta biểu diễn sơ qua một chút. Rồi. Bây giờ cái điểm pi trên ở đây hai cái điểm này, pi trên 2 cộng k pi nó là hai điểm này. Còn pi trên 4 cộng k pi trên 2 thì các bạn biết rằng là nó biểu diễn cho, khi các bạn nhân vào đây nó biểu diễn cho 4 điểm thì nó là 4 điểm này, 1 này. Đúng không ạ? K pi trên 2 là 2 này, 3 này và 4 này. Đấy, thì 4 điểm này nó không bị trùng với hai điểm kia. Vậy trong trường hợp này các bạn không thể gộp được. Cả đây vẫn thuộc Z. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ giải. Thì như tôi định hướng cho các bạn vừa rồi thì các bạn nhìn thấy được là cái này là tan của 2x, tức là cái cung ở đây là cung 2x, còn cái này là cung x. Vậy thì làm thế nào để các bạn xử lý được cái phần này? Thì các bạn để ý rằng là tan của 2x các bạn dùng cái công thức, các bạn biến đổi. Thì các bạn nhớ rằng là cái này nó sẽ biến đổi được thành là hai lần tan x, hai lần tan x chia cho 1 trừ đi tan bị x, 1 trừ tan bị x trừ đi 2 tan x. Đấy, đến đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chính là phương trình đối với, tức là hai cái này nó có nhân tử chung ấy, chúng ta sẽ đặt nó ra ngoài làm nhân tử chung. 2 tan x các bạn đặt ra ngoài. Ở bên trong còn lại là 1 chia cho
1 trừ đi tan bình. Tan bình ấy. Trừ đi 1 đúng không? Rồi, bây giờ thì các bạn quy đồng mẫu lên. Quy đồng mẫu của cái trong hoặc này. Thì các bạn thấy là một còn một hết, vậy nó là còn tan bình trên cái mẫu này. Như vậy kết quả ở đây nó chính là tan mũ 3x chia cho 1 trừ đi tan bình x bằng 0. Vậy thực chất ở đây nó sẽ tương đương, các bạn bỏ mẫu đi mà nó vẫn là tương đương ấy. Thực chất là như vậy, bởi vì là nó tương đương với lại tan mũ 3x bằng 0. 2 tan mũ 3x bằng 0. 2 tan mũ 3x bằng 0 thì tương đương với lại tan x bằng 0. Tan x bằng 0 thì tức là cái giá trị này cũng là giá trị đặc biệt đấy, đúng không? Nó chính là sin x bằng 0, mà sin x bằng 0 thì tương đương với x bằng kpi. Kpi với k thuộc z. Và rõ ràng là trong trường hợp kpi nó chính là hai cái điểm này thì nó không bị trùng. Hai điểm ở vị trí này không bị trùng. Vậy chúng ta có thể kết luận so sánh nghiệm với cái này thỏa mãn điều kiện. Và chúng ta kết luận vào cái phần này. Vậy cái công thức nghiệm hay là nghiệm của phương trình này có dạng là x cộng x kpi. Hoàn toàn là không hề có một cái sự khó khăn là đó ở đây, chỉ có điều là chúng ta phải biết vận dụng cái công thức một cách hợp lý thôi. Tiếp theo chúng ta cùng xử lý cái phần D. Phần D chúng ta có là 2 cos bình x cộng với lại cos 2x bằng 2. Phương án mà chúng ta thường hay làm như tôi vừa nói ở đây là cung x, đây là cung 2x, thì chúng ta cố gắng là biến đổi về cùng một cung. Thì cụ thể là ở đây chúng ta sẽ vận dụng cái công thức đó là công thức hạ bậc để đưa từ cos bình về cos 2x. Thì các bạn nhớ lại công thức nhé, là cos bình x thì bằng 1 cộng với lại cos của 2x chia 2. Vậy là 2 cos bình x thì bằng 1 cộng với lại cos 2x cộng với lại cos 2x này nữa bằng 2. Đấy, công việc của chúng ta bây giờ là rút gọn đi thì chúng ta được là 2 cos 2x bằng 1, tương đương với cos của 2x bằng 1/2. Cos 2x bằng 1/2 thì các bạn biết rằng là cái này là một số đặc biệt rồi, đúng không ạ? Nó chính là cos của pi trên 3. Và đến đây thì chúng ta vận dụng công thức nghiệm thôi. Công thức nghiệm cho cái thằng này. Chúng ta sẽ có được là 2x bằng pi trên 3 cộng k2pi và 2x bằng trừ pi trên 3 cộng k2pi. Các bạn viết gộp lại cũng được. Và kết quả đây chúng ta được là x sẽ bằng pi trên 6 cộng với lại kpi. Còn bên dưới này chúng ta có được x bằng trừ pi trên 6 cộng với lại kpi với k thuộc z. Đây, nghiệm của chúng ta như vậy. Và trong trường hợp này thì nó không có điều kiện gì nên là cũng không phải loại nghiệm. Đấy thì các bạn thấy rằng là nó chỉ quanh quẩn các cái công thức mà các bạn đã học ở dưới lớp 10. Vậy việc của chúng ta là cố gắng biến đổi đơn giản hóa, và cái tư duy ở đây đó là cái tư duy đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm đấy, đó chính là việc đưa về cùng cung. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang cái phần thứ hai. Chúng ta cùng quan sát cái ví dụ thứ hai. Rõ ràng là nhìn cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó phức tạp hơn rất là nhiều so với ví dụ thứ nhất. Chúng ta thấy rằng là cái độ phức tạp của nó thể hiện cái gì? Thể hiện ở việc chúng ta có các cái cung rất là khác nhau. Thậm chí là ba cung khác nhau. Đúng không ạ? Ví dụ như là 3x, 4x, ví dụ phần A này là cos của 3x này. Sau đó lại trừ đi cos của 4x này. Này cộng với lại cos của 5x này. Rất rất phức tạp. Thế thì ở đây
cái mục tiêu của chúng ta luôn luôn là cố gắng đưa về cùng cung hoặc là cùng hàm lượng giác để chúng ta biến đổi. Thế thì cái cách xử lý ở đây đó là các bạn sẽ sử dụng cái công thức để đưa về cùng cung, thì cái 3 với 5 ấy, các bạn cộng 3 với 5, 3, 5 là 8. Nếu 8 mà chia cho 2 thì sẽ bằng 4. Như vậy tôi nghĩ đến cái ý tưởng đó là gì? Tôi sẽ dùng cái công thức biến tổng thành tích. Đấy, cos 3x cộng với cos 5x. Còn cái 4x này tôi tạm thời giữ nguyên. Đấy, tôi biến đổi như vậy. Thế thì cos 3x cộng với cos 5x, cos cos thì cos cộng với cos thì bằng hai lần cos cos đúng không? Đó chính là cos của các bạn đấy, 5 cộng với 3 bằng 8, 8 chia cho 2 thì bằng cos 4x nhân với cos của 5x trừ đi 3x bằng 2x, 2x chia 2 bằng x. Đấy. Vậy là đến đây nó trở nên khá là đơn giản rồi. Chúng ta nhóm cái cos 2 cos 4x ra ngoài. Bên trong còn lại là 2 cos x trừ 1. Đến đây thì đương nhiên rồi, nó trở thành cái phương trình tích. Và chúng ta sẽ thấy được nó chính là bằng cos 4x. Cos 4x bằng 0 hoặc là 2 cos x trừ đi 1 bằng 0 thì cos x bằng 1 phần 2. Chúng ta lần lượt giải hai cái phương trình này. Đấy, với việc chú ý là thằng này nó sẽ có hai cái nghiệm đúng không ạ? Cái thằng này thì là 4x bằng pi trên 2 cộng với lại k pi. Thằng bên dưới này chúng ta có thể giải nhanh cũng được hoặc là không nhớ thì giải chậm đi. Đấy. Cốt của pi trên 3 và chúng ta cứ thế mà chúng ta giải tiếp thôi. Này là x bằng pi trên 8 cộng k pi trên 4. Còn bên dưới này chúng ta được là x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng với k2 pi. Rõ ràng là công việc giải thế này thì nó không hề khó khăn, và cái khó khăn nhất ở đây là làm sao chúng ta định hướng ra được là việc chúng ta sử dụng cái công thức ở đây để biến đổi nó về phương trình đơn giản hơn. Đấy. Thì một trong những cái công thức mà chúng ta hay làm đó chính là công thức cộng, như tôi vừa nói, công thức cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái phần thứ phần 2 phần B. Đối phần B, chúng ta nhìn thấy được là mình có sin của 7x trừ đi sin của 3x bằng cos 5x. Thế thì ở đây chúng ta cũng 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 thấy rằng là nếu mà lấy 7 cộng với 3 thì bằng 10, 10 chia 2 bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ biến dùng cái công thức biến tích thành tổng tổng thành tích, xin lỗi các bạn, tổng thành tích sin trừ sin thì bằng 2 lần cosin, đúng không? Sin trừ sin bằng trừ 2 lần cosin. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ biến đổi thôi. Chúng ta sẽ vận dụng cái công thức nhé. Các bạn phải nhớ được cái công thức biến tích thành tổng. Cái công thức này nó hơi khó nhớ một chút, nhưng mà cố gắng làm sao để khi chúng ta vận dụng ấy, thì chúng ta nhớ được các cái công thức này, biến đổi cho nó dễ dàng hơn. Bạn xem lại cái công thức biến tích thành tổng, tổng thành tích, tổng thành tích. Chúng ta có được là sin trừ sin thì bằng 2 lần cosin, tương đương với như tôi vừa nói, thì các bạn chuyển hết sang một vế đi. Giờ có 2 lần cosin, tức là ở đây chúng ta có được là cos 7x cộng với 3x, tức là cos tổng 7 cộng 3 chia 2 bằng 5. Đấy. Còn sin hiệu 7 4 2x, 7 trừ đi 3x bằng 4, 4x, 4x chia 2 bằng 2x trừ đi cos 5x bằng 0. Đấy. Đến đây chúng ta sẽ nhóm cái cos 5x
còn lại là hai lần sin 2x trừ 1 bằng 0. Đến đây thì nó trở thành phương trình đơn giản và quen thuộc rồi. Chúng ta có cos 5x bằng 0 hoặc là sin 2x bằng 1 phần 2. Đấy. Chúng ta giải hai cái phương trình này. Phương trình thứ nhất thì chúng ta sẽ được là 5x bằng pi trên 2 cộng với k pi. Phương trình thứ hai là sin 2x bằng sin của pi trên 6. Như vậy x ở đây bằng pi trên 10 cộng với lại k pi trên 5. Cái này thì là 2x bằng pi trên 6 cộng với k 2 pi, hoặc là 2x bằng pi trừ pi trên 6, tức là 5 pi trên 6 cộng với k 2 pi. À, cuối cùng là nghiệm mà chúng ta đưa ra. Chúng ta có 3 công thức nghiệm. Pi chia cho 10, cái này là 10, cộng k pi trên 5. Công thức nghiệm thứ hai là pi trên 12 cộng với lại k pi. Công thức nghiệm thứ ba là x bằng 5 pi trên 12 cộng với lại k pi. K thuộc z. Và chúng ta kết luận cho phần này. Rồi. Nó khá là đơn giản. Cái chú ý mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là các bạn sẽ phải thuộc cái công thức biến tổng thành tích. Biến tổng thành tích giống như bên trên, chúng ta có trên là cos cộng cos thì bây giờ là sin trừ đi sin, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua cái phần C. Phần C này chúng ta sẽ xử lý thế nào? Ở đây thì các bạn nhận thấy một vấn đề là chúng ta có cos bình trừ sin bình, thì có thể nhận thấy ngay cái công thức ở đây luôn. Kiểu gì thì bên kia nó là bậc nhất thì bên đây chúng ta cũng cố gắng phải đưa về bậc nhất, đúng không? Đưa về bậc 2 hoặc bậc 3 thì nó sẽ trở nên khó khăn. Ví dụ như là sin 3x này chúng ta đưa về bậc 3 thì mọi thứ nó sẽ trở nên phức tạp. Thay việc đó thì chúng ta nhớ rằng là cái cos bình trừ sin bình thì chính là cos 2x, đúng không? Cos 2x thì bằng cos bình trừ sin bình. Vậy chúng ta chuyển hết sang một vế thì đó chúng ta được là 4x. Bây giờ chúng ta chuyển hết sang một vế, chúng ta có cái phương trình mới là sin của 3x này cộng với lại 4 cos của 4x trừ đi cos 2x bằng 0. Chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính, tức là thực hiện biến đổi tổng thành tích ở cái thứ hai, bởi vì 4 cộng 2 bằng 6, 6 chia 2 bằng 3 mà, đúng không? Chúng ta được là sin 3x cos trừ cos thì bằng cos trừ cos thì bằng hai lần sin sin, hai lần sin sin cos trừ cos bằng bốn cộng với hai bằng sáu, sáu chia chúng ta được là ở đây là 3x sin 3x sin của x. Tôi xem lại công thức nhé, các bạn để ý một chút là chúng ta có cái công thức cos A trừ cos B thì nó bằng cái gì? Cos A trừ cos B thì sẽ bằng là hai lần sin A cộng B trên 2 nhân với sin A trừ B trên 2.
Cái này hơi ngược một chút, nó chính là dấu trừ đúng không ạ? Nó chính là dấu trừ. Như vậy cái này sẽ phải là dấu trừ. Dấu trừ. Cốt trừ cốt bằng trừ 2 cc. Đấy. Cái này dấu trừ. Thực tế là để cho tôi mà nhớ các cái công thức này thì không hẳn là tôi thuộc được luôn đâu, mà bao giờ tôi cũng phải cố gắng ngồi biến đổi lại một chút thì mới có khả năng thuộc được các cái công thức này, mới có khả năng thuộc. Thì đấy là chính là một cái điểm điểm yếu, thực sự nó là một cái điểm yếu. Khi đó chúng ta sẽ được là gì ạ? Chúng ta sẽ nhóm cái thằng sin ba x này ra ngoài. Sin ba x 1 trừ đi 2 lần sin x bằng 0. Và đến đây thì nó trở thành cái phương trình quen thuộc rồi. Và chúng ta có sin ba x bằng 0 hoặc là sin x bằng 1 phần 2 tương đương với sin 3x bằng 0 thì 3x sẽ bằng kpi. Cái này là sin x bằng sin của pi trên 6. Đến đây thì nó trở thành kpi trên 3x bằng kpi trên 3. Bên dưới này chúng ta có là một cái x sẽ bằng pi trên 6 cộng với lại k2pi. Cái giá trị thứ hai là x bằng 5pi trên 6 cộng với k2pi. K thuộc Z. Chúng ta có ba cái công thức nghiệm như vậy. Trong cái phần này thì chúng ta chỉ để ý rằng là chúng ta phải nhớ lại các cái công thức, các cái công thức biến đổi thôi. Chúng ta nhớ lại các cái công thức biến tổng thành tích, chủ yếu là sử dụng biến tổng thành tích, vì là khi mà tổng thành tích thì chúng ta mới nhóm được các cái nhân tử, nhóm thành nhân tử thì chúng ta mới xử lý được nó dễ dàng. Và bây giờ thì chúng ta chuyển qua cái phần cuối cùng. Cuối cùng thì chúng ta nhận thấy rằng là ở bên đây chúng ta có một cái biểu thức sin bình đúng không ạ? 3x trên 2. Rồi chúng ta xử lý cái phần D này. Cos 2x trừ đi cos x bằng 2 lần sin bình của 3x. Thế thì trong cái phần này nếu chúng ta sử dụng công thức biến tổng thành tích, tích thành tổng luôn có được không? Ở đây thì chắc là được đúng không ạ? Còn nếu chúng ta hạ bậc thì cái này nó là thành 3x. 3x thì ghép với x cũng có vẻ cốt 3x ghép với cốt x cũng được. Đấy. Thì có rất là nhiều cái cách khác nhau để chúng ta biến đổi, nhưng bây giờ tôi sẽ thử cái cách đầu tiên, đó là biến đổi thằng này đã. Chúng ta chuyển hết về một vế và biến thằng này thành cốt trừ cốt như vừa rồi ạ, bằng 2 lần sin sin trừ 2 sin sin 3x trên 2 nhân với sin của x trên 2 3x trên 2 sin x trên 2 đúng rồi. Đấy, bằng là 2 lần sin bình 3x trên 2. Thế thì nếu như trong cái phần này, nếu như trong phần này
Các bạn hay có một cái thói quen, nhiều bạn khi mà làm hay có thói quen là nếu biến đổi giống này xong là rút gọn đi thì nó sẽ bị sai. Ở đây chúng ta nhớ rằng là luôn luôn phải cố gắng là đưa về phương trình thích bằng cách là chuyển vế đổi dấu x trên 2 cộng với lại hai lần sin của 3x trên 2 nhân với lại sin x trên 2 không. Đấy. Chúng ta sẽ đặt cái nhân tử chung hai lần sin 3x trên 2 làm nhân tử chung. Bên trong còn lại là 1 cộng với lại sin x trên 2. À đâu, xin lỗi các bạn. Cái này là sin 3x trên 2. Sin của 3x trên 2 cộng với lại sin của x trên 2 bằng 0. Nó sẽ tương đương với sin 3x trên 2 bằng 0. Và cái này thì là sin 3x trên 2 bằng trừ sin x trên 2. Tôi sẽ không biến đổi thêm cái này mà tôi thực tế là cái chỗ đoạn này các bạn có thể biến đổi tổng thành tích cũng được, không biến đổi như tôi cũng được, tức là chuyển vế đổi dấu sang, nó cũng cũng không có gì thay đổi ở trong cái phần đấy cả. Không có gì thay đổi. Các bạn chuyển vế đổi dấu sang. Đến đây thì chúng ta áp dụng công thức nghiệm thôi. Chúng ta sẽ có được là 3x trên 2 bằng kpi này, đúng không? Cái này thì khi đó chúng ta sẽ cho cái dấu trừ bên trong. Sin 3x trên 2 bằng là sin của âm x trên 2. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ có được là x ở đây sẽ bằng k2π trên 3. Cái này thì chúng ta sẽ có được là 3x trên 2 bằng trừ x trên 2 cộng k2π. 3x trên 2 bằng pi y cộng với x trên 2 cộng với lại k2π. Và đến đây thì chúng ta thực hiện phép tính để tìm cái công thức nghiệm k2π trên 3. Chuyển vế sang thì chúng ta có được là 4π là 22, đúng không ạ? Như vậy x sẽ bằng là kpi. Kpi với thằng này là có khả năng là bị trùng. Tiếp tục ở đây chúng ta có được là bên dưới này là x sẽ bằng pi cộng với lại k2π. Pi cộng k2π thì bị trùng một điểm ở đây rồi. Trùng một điểm. Như vậy là có thể dồn lại. Ở đây thì chúng ta thử nhé. Dồn điểm xem. K2π trên 3 thì chúng ta có là 3 điểm. K bằng 0 thì nó điểm này. K bằng 1 là 2π trên 3 là điểm này. K bằng 2 thì nó là điểm này. Đấy. Nó là 3 cái điểm này. K2π trên 3. Tiếp là k2π trên 3. Kpi thì nó là hai cái điểm này. Một điểm bị trùng, như vậy là cái điểm này và điểm này, kpi là hai điểm. Pi cộng k2π thì nó là điểm này, như vậy bị trùng ở đây. Cái này trùng một điểm, cái này trùng hai điểm. Như vậy thì cái công thức nghiệm ở đây chúng ta có thể viết là tách nó ra cũng được. X bằng là k2π trên 3. Còn cái nghiệm thứ hai là x bằng pi cộng với lại k2π thôi. Đấy. Thì nó sẽ bao hàm được hết các cái công thức nghiệm ở đây. Cái nào bị trùng thì chúng ta sẽ ghép nó lại. Rồi.
Các bạn thân mến, như vậy là trong cái video này tôi đã hướng dẫn các bạn một số cái dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Và quan trọng nhất ở đây là chúng ta sẽ nhớ được các cái công thức mà chúng ta học ở lớp 10 để chúng ta giải quyết các cái loại phương trình này. Và cái tư duy để giải quyết đó là bao giờ cũng cố gắng là dùng công thức để đưa về cùng cung cung lượng giác, hoặc là biến đổi về cùng hàm, hoặc là biến đổi về phương trình dạng tích, vân vân. Video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Đừng quên like và chia sẻ video nếu các bạn cảm thấy video có ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.